Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Tối 27/10, đang biểu diễn trên sân khấu, Bích Phương bất ngờ bị một khán giả nam giật micro để tìm con. Tối ngày 27/10/2019, Bích Phương cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Nu Phước Thịnh có mặt tại Quảng Ninh để biểu diễn trong lễ hội Ánh Sáng Hạ Long 2019. Đang rất nhiệt tình biểu diễn ca khúc Đi Đu Đưa Đi, Bích Phương ngỡ ngàng khi thấy một khán giả nam lao lên sân khấu và giật micro trên tay cô. Khi chưa kịp định hình sự việc thì khán giả nam này gửi lời xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình. Xong, anh bị lạc mất con nên phải dùng cách cướp sân khấu để tìm con. Điều đáng nói là khi chiếc mài đã bị giật khỏi tay Bích Phương rồi, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn tiếp tục vang lên khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hát nhép. Bích Phương bất ngờ bị giật mài. Tuy nhiên, cách xử lý của Bích Phương sau sự cố đã khiến nhiều khán giả thích thú và dành cho cô những lời khen ngợi. Cụ thể, sau khi lấy lại mài từ tay vị khán giả nọ, Bích Phương lên tiếng nhờ khán giả để ý tìm giúp bé gái bị lạc. Sau đó nữ ca sĩ nhắn nhủ mọi người thông cảm cho hành động của khán giả nói trên và xin phép tiếp tục màn biểu diễn. Nữ ca sĩ chân thành chia sẻ rằng bản thân cô cũng bị bất ngờ và bối rối trước sự việc nhưng là một nghệ sĩ phải có trách nhiệm với phần biểu diễn của mình nên cô tiếp tục thể hiện ca khúc Đi Đu Đưa Đi. Bích Phương vẫn tiếp tục biểu diễn sau khi xảy ra sự cố. Cách xử lý tình huống của Bích Phương nhanh chóng nhận được thiện cảm từ khán giả. Không chỉ vậy, ngay sau khi chương trình kết thúc, Bích Phương đã gửi thông báo tới những khán giả quan tâm tới cô và sự việc. Nữ ca sĩ viết: Phương đã về nhà an toàn rồi và theo như thông tin Phương được biết thì gia đình anh khán giả đó cũng tìm thấy em bé rồi, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Sau sự việc lần này rất hy vọng mọi người đi đến các sự kiện có đông người để mắt kỹ đến trẻ em đi cùng, tránh xảy ra những sự việc như hôm nay. Và cũng mong mọi người đừng trách anh khán giả, chuyện không ai muốn và lúc hoang mang anh ý cũng chỉ có thể làm tất cả để tìm con thôi. Trong cái rủi cũng có cái may, tuy không được trọn vẹn nhưng khán giả ở sân khấu vẫn cổ vũ rất sung để Phương hoàn thành được phần biểu diễn của mình, và quan trọng nhất là tìm thấy em bé rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.